Chào mừng các bạn đến với kênh tin tức 24 giờ. Sau đây là bản tin. Giá tiêu hôm nay ngày 30 tháng 5, hai ngày tăng khủng, đưa giá tiêu gần mốc 130.000 đồng một ký. Giá tiêu hôm nay ngày 30 tháng 5 trong khoảng 127.000 đồng đến 129.000 đồng một ký. IBC tiếp tục điều chỉnh giảm nhẹ giá tiêu Indonesia, trong khi tăng mạnh giá tiêu xuất khẩu của Việt Nam. Thị trường trong nước có ngày tăng thứ hai liên tiếp, đưa giá tiêu gần chạm mốc 130.000 đồng một ký. Tại tỉnh Đắk Lắk, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 129.000 đồng một ký, tăng 3.000 đồng một ký. Tại tỉnh Đắk Nông, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 128.000 đồng một ký, tăng 3.000 đồng một ký. Tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 127.000 đồng một ký, tăng 4.000 đồng một ký. Trong khi đó, tại Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở mức 127.000 đồng một ký, tăng 4.000 đồng một ký. Tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, giá tiêu hôm nay ở mức 128.000 đồng một ký, tăng 5.000 đồng một ký. Còn tại tỉnh Bình Phước, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 128.000 đồng một ký, tăng 3.000 đồng một ký. Giá tiêu đầu giờ sáng nay tăng mạnh 3.000 đồng đến 5.000 đồng một ký so với cùng thời điểm hôm qua. Thị trường trong nước có ngày tăng thứ hai liên tiếp, đưa giá tiêu gần chạm mốc 130.000 đồng một ký. Chia sẻ với báo chí, ông Lâm Ngọc Nhâm, Chủ tịch Hiệp hội Hồ Tiêu Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, đà tăng giá tiêu đã rõ, song tăng bao nhiêu, tăng đến mức nào còn phụ thuộc từng giai đoạn và các yếu tố. Tại Bà Rịa Vũng Tàu, theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tính đến năm 2024, toàn tỉnh có 10.552 hectare hồ tiêu, sản lượng thu hoạch khoảng 19,9 ngàn tấn. So với cùng kỳ năm 2023, diện tích hồ tiêu của tỉnh đã giảm gần 1.000 hectare. Diện tích và sản lượng giảm dẫn tới nguồn cung hạn chế. Đây là nguyên nhân khiến cho giá tiêu sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Giới chuyên gia nhận định, giá hạt tiêu trong nước và xuất khẩu của Việt Nam đang bước vào đợt tăng giá mới trong bối cảnh vụ thu hoạch đã kết thúc, nhưng nhu cầu đang tăng lên tích cực, kỳ vọng đồng USD giảm và cước vận tải đang cấy vào giá, khiến các mặt hàng nông sản, trong đó có hồ tiêu tăng mạnh. Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, cộng đồng hồ tiêu quốc tế IBC niêm yết giá tiêu đen Lembong Indonesia chốt tại 5.090 USD trên tấn, giảm 0,41%. Giá tiêu đen Rajin Eta 570 ở mức 5.900 USD trên tấn, tăng 900 USD trên tấn, 15,25%. Giá tiêu đen Kuching Malaysia Eta giữ mức 4.900 USD trên tấn. Giá tiêu trắng muôn tóc 7.382 USD trên tấn, giảm 0,41%. Giá tiêu trắng Malaysia Eta vẫn ở 7.300 USD trên tấn. Giá tiêu đen Việt Nam giao dịch ở 5.400 USD trên tấn với loại 500g trên lít, tăng 11,11%. Loại 550g trên lít ở mức 5.900 USD trên tấn, tăng 15,25%. Giá tiêu trắng ở mức 8.000 USD trên tấn, tăng 10%. IBC tiếp tục điều chỉnh giảm nhẹ giá tiêu Indonesia, trong khi tăng mạnh giá tiêu xuất khẩu của Việt Nam. Giá tiêu của Brazil và Indonesia hiện cao hơn giá tiêu của Việt Nam. Do vậy, nhiều chuyên gia ngành hàng nhận định dư địa tăng của hạt tiêu Việt Nam còn đáng kể. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy nhớ like, chia sẻ hoặc đăng ký kênh. Và nhớ bấm chuông để có những thông tin mới nhất.